chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn Năng hiện tại đang có mặt tại Bãi Dài. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại thị trấn Diên Khánh. Và sau lưng Tuấn đây đang có một lô đất ở. Để Tuấn giới thiệu cho anh quý anh chị xem nha. Trước là khu vực này thì là thuộc khu dân cư này của thị trấn Diên Khánh. Lô đất đây 73m2. Danh của nó là bắt đầu từ cái chỗ trụ này này, từ phiên hông này này, đi sang khoảng 4m5 bảy ma phun thổ nhá. Và đất ở đô thị, hiện tại do chưa có Tuấn chưa cắm danh, nhưng mà khi bàn giao Tuấn sẽ cắm danh đầy đủ. Đây, danh đất của mình chạm lên cái cái nhà này. Đất, khu này thì là đất ở đô thị Diên Khánh, đất là một đất đô thị nhá, mà giá vô cùng tốt, rất gần các tiện ích, quý anh chị có thể định cư ở đây để làm việc ở Diên Khánh hoặc có thể lại rất là gần. Cách biển cũng chỉ rơi vào khoảng độ mười mấy cây thôi, đi ra biển chắc mất độ khoảng 20 phút. Ngõ thì đường bê tông, như cả đường bê tông trên sổ hiện trạng nó ghi là 2m, sổ ghi là 2m5, nhưng hiện trạng Tuấn đang đứng thì nó phải tầm rơi vào hơn 3m đấy. Những con ô tô xe nhỏ sẽ có thể vào được thoải mái. Đây, ngõ tông, dân cư đông đúc. Rồi, quý anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Tuấn qua số Zalo ở phía trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả. Tôi xin cảm ơn.